có máy ấy, giữ hàng mình không cho đi nữa, mà để mà chứng minh được, để mà làm việc được cái những hàng đi ấy, thì nó không phù hợp với cái doanh nghiệp mới bắt đầu startup. Điểm tiếp theo là cái sản phẩm của mình cần phải ít hỏng hóc, ít phải bảo hành, bởi vì mình bán từ kho đi, mình bán quốc tế mà, mình không thể có một cái trung tâm bảo hành ở nước người ta được. Như thế thì nó lại rơi vào cái câu chuyện là không tối ưu được chi phí cố định rồi. Mà chuyển về ấy, các bạn làm các bạn sẽ thấy một vấn đề là chuyển từ Trung Quốc đi thì cực kỳ rẻ, nhưng nếu mình chuyển ngược từ cái địa điểm khách hàng nhận ấy, là ví dụ như từ Mỹ thôi, là một cái volume bị chuyển đi là volume khá lớn rồi đó, thuộc dạng top thế giới ấy. Nhưng cái giá vận chuyển của nó ấy, nó phải gấp khoảng 5 lần so với cái giá vận chuyển từ Trung Quốc sang Mỹ, cùng một sản phẩm, cùng một kích thước, cùng một đóng gói, cùng một trọng lượng đó. Cho nên cái việc bảo hành đối với cái sản phẩm như vậy là gần như là bất khả thi, bởi vì gửi về chi phí cao này, xong mình bảo hành cái thứ, xong mình lại gửi đi lại một lần chi phí này. Thế nên là tốt nhất hãy chọn lọc sản phẩm từ đầu, mình nên đánh vào những cái sản phẩm mà ít hỏng hóc, ít phải bảo hành, như thằng Justin kia, các bạn thấy không, cái sản phẩm của nó thì nó làm sao mà nó hỏng được, mà hỏng thì tôi cứ đi chứ đúng không, mà đợi chắc cũng hết thời gian bảo hành lâu rồi, bảo hành 2 năm chứ chắc đã hỏng. Mà trong trường hợp hỏng hóc ấy, người ta sẽ gửi cái mới luôn, chứ không không mình phải xác định con hỏng gửi cái mới, chứ không có bao giờ nghĩ đến câu chuyện phải bảo hành, thì không làm được, mô hình này nó không làm được cái chuyện việc đấy. Sản phẩm thì phải càng ít sai số càng biến, ít biến thể càng tốt, bởi vì cái này nó liên quan đến cái này, ít sai số biến thể càng tốt này, thì đối với những cái doanh nghiệp lớn ấy, thì không phải là vấn đề. Nhưng mình đang optimize cái câu chuyện này nó ở cái dạng anh em mình startup, làm startup thì sản phẩm càng ít sai số biến thể càng tốt, bởi vì cái việc sản xuất và lưu kho, tồn kho nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với các cái doanh nghiệp có stock hàng đó. Mặc dù mình stock ở một nơi Trung Quốc hết, cạnh luôn cái nhà máy sản xuất, nhưng nó vẫn là một vấn đề, nó còn tồn kho rồi, nó còn gọi là lỗi thời lỗi mốt kiểu đấy, các bạn không không run kịp là nó sẽ bị sự mất vốn ở đấy, bị đọng vốn lưu đương nhiên là các bạn lớn thì các bạn có thể làm nhiều sai số lên, không vấn đề gì cả, cho phép hơn. Tiếp đến thì cái sản phẩm này của mô hình này ấy, vì mình online 100% và cắt giảm tối đa chi phí để cạnh tranh mà, cho nên là nên chọn những cái sản phẩm mà thật là dễ sử dụng, khách hàng không cần phải hỏi cách sử dụng trước khi mua hàng, ví dụ như cái Justin kìa, nhìn là biết sử dụng đúng không, cái bộ quần áo tập gym của Gymshark ấy, nhìn là biết là không phải hỏi là cái này mặc chui đầu hay là chui dưới lên hay chui trên xuống hay mặc như nào đúng không, đó nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều cái chi phí cố định của mình, để tăng tính cạnh tranh của mình lên, và cái tỷ lệ chuyển đổi trên website của mình ấy, khách hàng vào thì khách hàng cũng không cần phải lăn tăn trước khi mua, mua về thì sử dụng thế nào, và khách hàng cũng không cần phải hỏi rằng không phải chat để hỏi, bởi vì khi khách hàng cần phải chat để hỏi thì mình lại phải có nhân viên để tư vấn. Mà cái này cạnh tranh bằng cách là mình bán ra toàn thế giới, thì các bạn nghĩ xem là ở Việt Nam mình tư vấn được tiếng Việt, nhưng mà ví dụ tiếng Tây Ban Nha chẳng hạn, bán ra Tây Ban Nha nhé, thì mình tư vấn kiểu gì đúng không, nó sẽ là một cái rào cản cho mình tuyển dụng nhân sự để tư vấn. Đó, những cái này thì bọn mình trải qua hết, cho nên đã đúc rút được những cái mà nó gây ảnh hưởng xấu mạnh đến doanh nghiệp, đến cái business của mình, thậm chí có những cái là có thể toi luôn, đặc biệt là cái ví dụ các bạn bán cái bạn nghĩ rất là hay là bán mấy cái liên quan đến chất lỏng ấy, bán rất hay, bán rất tốt, nhưng mà khi mà đi vào run ấy thì hóa ra ngã ngửa ra là nó không không cho ship,
đại loại ví dụ như thế chẳng hạn. Hoặc khi mình nghiên cứu mình phát triển sản phẩm ra, sản phẩm của mình nó hơi cồng kềnh một chút thì mình nghĩ rằng ok, nhưng đến khi vào đi về ship nó sẽ ra rất là nhiều vấn đề rồi dễ vỡ đó. Đại loại nó mình hình dung như thế, là lúc đấy mình phải, thậm chí là mình phải cancel luôn cái business đấy và mất luôn cái tiền phát triển, mất luôn cái công sức xây dựng. Đến bước bán hàng thì mới ớ ra, thế cũng làm được rồi. Bên mình đã trải qua khá nhiều cái trường hợp như thế, cũng ngu nhiều. Ở trên này có bạn đang bảo là thấy tiêu chí nó khá giống drop, thì thực ra là đúng rồi đấy, nó khá khá giống drop, tại vì nó có thể giống khoảng tầm 95%, nhưng mà tuy nhiên đấy thì nó chỉ là khác nhau 5% thôi là đủ khiến cho các bạn thấy hai câu chuyện nó hoàn toàn thay đổi, nó nhàn hơn, nó bền vững hơn, nó chỉ khác nhau 5% thôi là đủ. Vì bản thân dropship thì nó cũng ship thẳng từ Trung Quốc đi mà. Nhưng cái mô hình dropship Đúng ấy, rồi. thì các bạn nó để mà phân tích nói qua vài ý là các bạn sẽ không kiểm soát được cái chất lượng sản phẩm. Mình không phải là người cầm hàng. Mình không phải là người cầm cái thương hiệu đấy. Các bạn bán xong là khách hàng nó sẽ gôn luôn. Nó không được quay lại nữa. Lần sau muốn nó quay lại thì lại phải đập quảng cáo, lại phải chi phí quảng cáo một lần nữa. Rồi cái việc ship ấy, thì bên đấy mình phụ thuộc hoàn toàn, rồi nó sản xuất xong, nó lưu kho xong rồi nó mới ship đến cho mình, nó chuyển đi thì cái thời gian ship cực kỳ lâu. Trong khi cái thời gian ship của mô hình VM này nó chỉ vận hành processing tầm khoảng độ 24 đến 48 tiếng, sau đó ship sang Mỹ mất khoảng 6 business day nữa, tức là một cái khoảng thời gian chấp nhận được. Giống như các bạn mua hàng ở Shopee, hàng quốc tế ấy, ship về cho mình mất khoảng 6 đến 10 ngày. Đó, ship sang Mỹ nó y hệt như vậy. Thì nó mới cạnh tranh được các ông sản phẩm tương đương tương tự mà bán ở Mỹ. Các ông ship khoảng 2 ngày, 3 ngày đến cho khách hàng đúng không? Ở Mỹ đúng không? Nhưng các ông phải nhập khẩu vào Mỹ thì các ông phải chi phí cố định các thứ nhiều. Mình cắt hết những cái đấy. Thì mình cố gắng thì cái chi phí ship với thời gian ship của nó ở mức khoảng 10 ngày thì nó không phải là vấn đề lớn, nhưng ở drop ship nó lên đến 30 ngày là một vấn đề rất lớn đấy, nó có sự so sánh. Anh cứ đi sang cái slide tiếp theo, sang slide tiếp theo. Anh Còn cái phần vẫn vẫn sản cứ phẩm giữ nguyên này. sản phẩm cần phải có cái thời gian Đây càng nhanh càng tốt. Đã hết ý đâu, đây. để mình nói nốt hai cái ý cuối là sản phẩm mà nó phải có thời gian sản xuất càng nhanh càng tốt, bởi vì mình sẽ tối ưu cái vòng quay tiền của mình ấy. Mình sản xuất Trung Quốc lưu kho xong bán ngay được thì cái chi phí vốn nó lưu động của mình nó không bị đọng nhiều, vòng quay lớn, vòng quay vốn nó càng nhanh thì cái lợi nhuận thu về cái tính hiệu quả của BCS nó càng lớn. Và sản phẩm để dùng làm quà tặng làm việc cộng thì cái này chắc là cũng không phải nói nhiều, nó sẽ mở rộng volume ra khá nhiều, nó mở rộng được volume của BCS ra. Đấy là tất cả những cái mà bọn mình đã làm và giúp ta được làm thế nào để mà chọn cái sản phẩm nó chính xác để BC của mình work được mà không không có vấn đề gì, không có Mình cũng chia sẻ cái luôn là đây nó chỉ là các cái gọi là các cái gạch đầu dòng lớn thôi nhá, chứ còn những cái tactic, những cái strategy mà khi mà lựa chọn sản phẩm ấy, nó sâu ở bên dưới những cái chi tiết tiểu tiết ấy, thì không không rất là khó để mà nói được hết ở đây, mới ở chỉ đây là khuôn nói khổ chung là này cái phần này nó chỉ là cái phần vỏ thôi. mình không 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 có bày được sâu quá nhiều, thì cái này ở trong một cái chương trình bài giảng của bọn mình nó trị giá 20 triệu, nó diễn ra trong 4 ngày và lần nào anh em mỗi buổi thì học hết cả buổi tối đến tận 12 giờ đêm cơ, nên để tổng hợp vào này thì sẽ có nhiều anh em thấy rằng là nó hơi mông lung, nó không được chi tiết, nhưng thực ra là không thể chi tiết nổi. Ở cái chỗ này thì mình sẽ phân tích cho mọi người một chút xíu về cái phần là tư duy khi mà chọn sản phẩm win ấy. Đa phần khi mà anh em bán hàng ấy
mọi người hay nghĩ đến cái câu chuyện là sản phẩm đại trà hoặc là sản phẩm ngách, nhưng mà cái ngách ấy nó đủ to. Đặc biệt là các bạn ở local, tại vì khi mà mình làm ở local ấy, thì mình cũng phải như vậy, chứ còn không thể làm được sản phẩm siêu ngách luôn. Sản phẩm siêu ngách là sản phẩm gì? Là cái sản phẩm mà bán được 1-2 đơn một ngày ấy. Khó lắm, rất khó. Những cái sản phẩm mà bán 1-2 đơn một ngày thường là những cái sản phẩm mà nó phải đủ lớn, đủ to, làm nó phải doanh thu phải đủ lớn. Ví dụ như là bất động sản chẳng hạn, bán phát 1 tỷ hoặc là một tháng bán được vài đơn. Đấy thì nó khác. Chứ còn cái sai lầm của mọi người khi mà làm ở global ấy, thì bọn mình thấy là thường mọi người sẽ nghĩ và suy nghĩ là mọi người nghĩ rằng mọi người sẽ bán sản phẩm đại trà hoặc là sản phẩm ngách. Và nó tại sao nó lại bị như vậy? Thì ở đây bọn mình xác định luôn, sau khi làm win và phân tích được thì bọn mình xác định được cái câu chuyện là công thức win nó là gì. Thì cái OGBM của bên mình ấy, nó tập trung vào sản phẩm siêu ngách ở thị trường global. Sản phẩm siêu ngách ở thị trường global thì câu chuyện là khi mà làm sản phẩm siêu ngách ở thị trường global ấy, tức là thị trường quốc tế ấy, mình có thể nói những cái từ ngữ mà nó bằng tiếng Anh là nó sẽ kiểu là hơi khó hiểu với một số bạn nhé, thì cố gắng mọi người có gì research hoặc là search Google Translate hộ mình một xíu. Tại vì lắm lúc mình quên mất tiếng Việt ấy. Sản phẩm siêu ngách này thì tại sao lại sản phẩm đại trà? Tại vì sản phẩm đại trà thực ra bọn mình đã từng làm rồi, và bọn mình tốn cái sản phẩm đại trà ấy, thì lúc mà các bạn làm, ví dụ như bây giờ các bạn làm giày thể thao đi chẳng hạn, ai cũng sẽ cần một đôi giày thể thao, đảm bảo luôn, toàn bộ thế giới ai cũng sẽ cần một đôi giày thể thao. Thế thì câu chuyện là các bạn đang cạnh tranh với Nike, các bạn đang cạnh tranh với Adidas. Và đấy là lý do vì sao mà các bạn rất khó lớn, các bạn cực kỳ khó lớn luôn, bởi vì tiền các bạn không thể đối đầu trực tiếp với họ được. Nó giống như kiểu là các bạn đấm nhau với một quả núi ấy, thì các bạn đứng ở dưới chân núi và các bạn ném bao nhiêu quả trứng thì các bạn lao đầu vào quả núi, thì cuối cùng quả núi vẫn vậy mà các bạn thì chết thế thôi. Các bạn luôn còn sản phẩm nhau với cối xay gió đúng không? Nó ở dạng kiểu như thế. Đúng vậy. Các cái sản phẩm ngách, tại vì mình sẽ không đọc được hết tất cả các câu hỏi của các bạn ở đây đâu, thế nên là các bạn check ở trên Zalo ấy, các bạn có cái các bạn sẽ thấy là có cái phần Google Form mà bên mình gửi cho các bạn ấy. Ở đây các bạn có thể điền Google Form vào đây để sau đấy ở bên mình lát nữa thì còn thừa thời gian thì bên mình sẽ tranh thủ để mà trả lời rất là nhanh, tại vì cái workshop này chắc là mình sợ nó kéo dài mất 4-5 tiếng mất, tại vì anh em tham chia sẻ ấy, nên là cho một đống kiến thức vào đấy để gói gọn cho các bạn luôn. Thì ở đây sản phẩm siêu ngách bọn mình có đúc rút ra kinh nghiệm như sau: nếu mà sản phẩm đại trà thì vốn các bạn ấy, một người một founder ở trong công ty thì nên có vốn khoảng tầm trên 3 tỷ, càng nhiều càng tốt thì mới nên làm sản phẩm đại trà. Nhưng mà cố gắng là đánh nào để đừng đốt mất tiền một hit ăn ngay thì còn sống. Còn sản phẩm ngách thì loanh quanh khoảng tầm 1 đến 3 tỷ cũng có thể bắt đầu được rồi. Tức là sản phẩm ngách là gì? Tức là ở local, ở địa phương của các nước ấy, họ có thể bán được từ 50 đến 60 đơn của một sản phẩm. Đấy, thì còn ok thì nó là thực dạng sản phẩm ngách. Còn cái sản phẩm siêu ngách ấy, thì có thể làm với vốn nhỏ hơn 1 tỷ. Sản phẩm siêu ngách có nghĩa là gì? Mình hay nói với mọi người là sản phẩm siêu ngách nó ở trạng thái là ví dụ ở Việt Nam mình đi, thì bán một ngày chỉ có được đúng một đơn thôi. Không làm cách nào để bán được 2 đơn một ngày, 3 đơn một ngày. Đấy. Nhưng mà bù lại ấy, thì với cái chiến lược mà sản phẩm siêu ngách như thế này ấy, thì các bạn phải tưởng tượng là có 200 quốc gia trên thế giới mà các bạn có thể ship hàng qua từ Trung Quốc. Thì mình chỉ cần khoảng tầm 50 quốc gia xoay vòng thôi. 4 ngày. Ngày đầu tiên thì 50 quốc gia này mỗi quốc gia mua một đơn. Ngày tiếp theo thì 50 quốc gia mỗi quốc gia mua một đơn. Nó xoay vòng 4 ngày như vậy, 5 ngày như vậy. Đấy. Thì các bạn sẽ sống một cách cực kỳ thoải mái và thậm chí là
có thể nói là nhung lụa được nếu mà gặp phải một sản phẩm nó được 200 quốc gia, mỗi quốc gia mua 1 đến 2 đơn một ngày. Đó. Thì các bạn sẽ sống một cách nhung lụa luôn, trong khi ở thị trường nội địa của họ không có một ông nào có thể làm được cái sản phẩm đấy luôn. Đó. Làm được nhưng mà ông không sống nổi, ông ấy volume của thị trường nó quá bé, Ừ, đúng rồi. Thì nó bé như thế. mới cạnh tranh được. Mình toàn là người Cái bé này tiếp 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 slide tiếp theo. Đấy, thì mọi người có thể tìm ý tưởng được ở một số các cái sản phẩm win ở rất nhiều kênh nhé, cực kỳ nhiều kênh luôn, đặc biệt là các kênh ví dụ như là bọn mình thực ra là chia sẻ trên này ấy, nó bị thiếu đấy. Tìm được cả ở trên mấy cái Kickstarter như GoGo rồi Amazon rồi TikTok. TikTok là một kênh cực kỳ hay, và TikTok là một kênh đang cập nhật các cái sản phẩm theo dạng dropship rất nhiều ở trên đấy, thì nhưng mà lại là sản phẩm rất sáng tạo. Và trên TikTok ấy thì khi mà các bạn làm các bạn follow những cái bên reviewer ấy thì họ sẽ đa phần họ họ là KOC, KOL thì họ sẽ chỉ review những sản phẩm xịn thôi, chỉ review những sản phẩm có chất lượng tốt thôi, và họ được trải nghiệm rồi họ mới review. Thì chúng ta sẽ tìm được những cái sản phẩm nó có chất lượng thật, và lúc đấy sẽ R&D để mà nghiên cứu để mà cải tiến cái chất lượng đấy, hoặc là research. Nó có mấy cái chiến lược rất đơn giản thôi: thị trường cũ, sản phẩm cũ, thị trường mới, rồi sản phẩm mới, thị trường cũ, rồi vân 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 đấy, mấy loanh quanh mấy cái chiến lược về sản phẩm đấy. Rồi có một cái mà bọn mình cũng hay làm đấy là xem ở trên SC đó, và theo dõi một số cái dòng sản phẩm lớn của các brand. Một trong những cái case study mà bên mình làm ấy, đấy là khi mình làm win đấy, đấy là cái dòng bên mình follow, tức là trở thành phụ kiện của một cái dòng sản phẩm của Apple đó. Nó khá là hay, tức là theo dõi những cái sản phẩm brand brand lớn này, khi mà họ ra một cái dòng sản phẩm nào đấy mới ấy, thì cái dòng sản phẩm đấy ngay ở thời điểm trước mắt hiện tại thì nó bản chất nó sẽ tăng trưởng, bởi vì cái brand đấy nó giống, ví dụ như Apple, mình sẽ lấy ví dụ cái thực tế luôn, tức là với cái dòng sản phẩm Apple Watch của Apple khi mà nó mới ra thì bản chất nó là một sản phẩm ngách. Tuy nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy cái đà tăng trưởng của sản phẩm Apple Watch. Thì chúng ta sẽ quay ngược lại cái thời điểm mà iPhone ra đời. Khi mà iPhone ra đời ấy, thì mọi người sẽ phải để ý là iPhone ra đời, không ai có thể đoán trước được là iPhone sẽ thành công một cách rực rỡ như vậy. Còn Apple Watch ấy, thì bọn mình học từ case study của iPhone, mà bọn mình thấy rằng nó sẽ phát triển được. Tuy nhiên là nếu mà bắt lại case study của iPhone, thì khi iPhone mới ra đời thì không ai có thể tưởng tượng được là iPhone sẽ rất cực kỳ thành công, và thậm chí có rất nhiều người chê, rất nhiều cái hãng mới họ dè bỉu họ chê, tại vì có nhiều case fail lúc trước rồi với cái dòng cảm ứng, với dòng điện thoại cảm ứng. Và điều thú vị là iPhone thành công, và khi iPhone bắt đầu bán được thì nó đẻ ra rất nhiều các sản phẩm ăn theo đấy. Và sản phẩm ăn theo đấy thì đây chính là chiến lược về sản phẩm ăn theo, hay bọn mình còn hay gọi là nhãn hàng ký sinh ấy. Tức là ký sinh vào một cái brand rất là lớn, mình làm những cái phụ kiện rất là lớn. Mọi người để ý những các cái hãng phụ kiện lớn, ví dụ như là UAG rồi Specs rồi 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 Spigen các kiểu ấy, bản chất họ là các sản phẩm ký sinh vào thương hiệu Apple, và họ cực kỳ thành công luôn. Đó. Bởi vì họ ăn theo cái dòng sản phẩm siêu thành công của các hãng lớn. Đó. Rồi bao nhiêu riêng mỗi cái iPhone thôi ra hàng trăm hàng nghìn công ty thành công. Và thị trường nó hoàn toàn có thể các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái chiến lược này cực kỳ hay. Đó. Khi một ông lớn mà khi mà thị trường mở ra một cái hướng đi mới ấy, thì nó kéo theo rất nhiều cái thứ mới mẻ chưa được khai thác, ví dụ như điện thoại thông minh ra đời thì sau đấy thì nó kéo theo một loạt các thứ thì các bạn biết rồi đúng không,
Apple ra đời, ví dụ như Apple Watch ra đời thì nó sẽ kéo theo rất nhiều cái thứ đi theo nó nữa. Airbnb ra đời kéo theo rất nhiều cái đi theo Airbnb nữa. Đúng rồi. Nó thành một hệ sinh thái luôn. Đấy là cái chỗ mới mà mình có thể, những người bắt đầu startup như mình có thể nhảy vào khai thác được. Còn những cái thị trường đã tồn tại lâu năm rồi ấy, thì nó có rất nhiều người đã đi trước, rất nhiều cá lớn họ, họ có đủ các thứ hơn mình rồi. Hoa thơm trái ngọt họ hái được hết rồi, họ ăn nhiều, họ khỏe như trâu như bò như khủng long rồi, bây giờ không đấm nhau được bọn nó. Thì giống như cái đợt Covid ra thì các cái doanh nghiệp mà đang làm khẩu trang đúng không, đang lẹt đẹt bán, gọi là ok bán là một cái thu nhập cố định, thu nhập ổn định, nhưng đùng một cái Covid một cái thì cái volume nhu cầu sử dụng khẩu trang nó tăng vọt lên, nhu cầu sử dụng các cái sản phẩm hậu Covid nó cứ tăng vọt lên. Từ đấy mà sinh ra rất nhiều ông bây giờ thành đại gia, ông lớn trong một thời gian rất là ngắn. Cơ hội như thế thì không phải lúc nào nó cũng có, nhưng anh em cần phải có cái nền tảng trước để nó đến thì mình hứng được, chứ nó đến thì mình lúc đấy mình mới học thì chắc là phải đợi đến tuổi sau. Mình Các nên tìm. bạn bạn hỏi là chưa thấy mô hình của các bạn khác gì với Dropship, anh mình có thể phân tích phần này kỹ hơn không? Thì mình cũng chia sẻ, anh hơi quay lại cái slide trước cho quay lại cái slide trước ấy, hộ em cái. Thì cái slide mà next next Được à? cái slide mà tư duy sản phẩm win ấy. Đấy, đúng rồi. Đây đúng không? Hay dưới? Đây, 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 rồi, rồi. Thì ở câu chuyện là sản phẩm của Dropship ấy, thì mình làm Dropship thì chỉ có nhắm vào sản phẩm đại trà thôi các bạn. Sản phẩm đại trà và không có thương hiệu. Tại vì Dropship cần một cái quy mô scale rất lớn. Nếu mà bán vào sản phẩm siêu ngách ấy, thì chịu. Dropship thì bán những cái sản phẩm mà nó giống kiểu dạng giày dép, các thứ, rồi các cái sản phẩm nào mà có volume càng lớn càng tốt để mà còn scale. Còn khi mà làm vào cái sản phẩm siêu ngách này thì không thể scale được như dropship. Tuy nhiên bù lại thì nó khác nhau ở chỗ là dropship ấy là chúng ta đi lấy sản phẩm trên Alibaba rồi liên hệ với shop. Sau đấy rồi thì thậm chí là còn chưa biết giá cả như nào, nhìn giá ở trên AliExpress ném lên trên website x5 x6 lên, sau đấy bán luôn. Sau đấy sau khi mà bán rồi mới mang đơn hàng đấy gõ đầu ông supplier, gõ đầu ông đơn vị một cái đầu mối ở bên kia ấy. Sau đấy rồi thì họ sẽ lấy hàng từ kho, sau đấy mới ship đi cho mình. Còn cái mô hình OGBM này ấy, nó sử dụng cái mô hình stock hàng, tức là bên mình phải thiết kế sản phẩm, phân tích sản phẩm trước nhá, chứ không phải là cứ thích là đánh, cứ thích là đánh như kiểu dropship đâu. Phải phân tích sản phẩm, bên mình có khoảng tầm mấy chục step ấy, mấy chục bước mà đến cái bước cuối cùng, riêng cái bước cuối cùng của bên mình để phát triển được cái sản phẩm này ra thì nó có khoảng tầm 15 bước kỹ trong product management. Từ bước research, sau đấy đến bước R&D, SWOT, sau đấy rồi đến 15 cái step, 15 cái bước product management, tức là phát triển sản phẩm ấy. Nó quan trọng ở ở những cái bước khởi đầu như thế. Sau đấy rồi đến đăng ký thương hiệu và OEM ở nước ngoài. OEM ở Trung Quốc ấy, mà đăng ký bản quyền ở Trung Quốc, đăng ký bản quyền ở các nước, DMCA các kiểu, sau đấy mới bán. Nó khác nhau ở cái chỗ đấy đấy. Chứ còn dropship thì là cứ lấy sản phẩm ở trên Ali xong rồi chạy chạy quảng cáo luôn, không cần biết là đấy là sản phẩm, thậm chí không cần biết là thực tế sản phẩm đấy nó có được như thế hay không. Còn với cái mô hình này thì phải phân tích rất kỹ về sản phẩm và xem USP của sản phẩm là gì. Một cái thứ mà rất giá trị mà các cái nền tảng nó giấu đi, ví dụ như Amazon hoặc SC, các bạn bán ở trên đấy thì các bạn sẽ không được sở hữu một cái tài sản lớn nhất của doanh nghiệp, đấy là khách hàng. Các bạn không có email khách hàng, các bạn không có số điện thoại của khách hàng,
vì nó các bạn nhìn thấy tại sao nền tảng lớn nó đều giấu, bởi vì cái đấy nó là cái tài nguyên quan trọng nhất của một doanh nghiệp. Khi bạn làm OGBM thì bạn sẽ chủ động được mọi thứ và bạn sẽ thu nhận được cái email, địa chỉ rồi điện thoại khách hàng để bạn chăm sóc tiếp, và trong đầu người ta sẽ có cái hình dung, nó có cái nhận biết về thương hiệu của các bạn. Vì sản phẩm của OGBM này thì mình tự sản xuất OEM mà mình biết nó chất lượng như nào. Một sản phẩm thì bên Trung Quốc sản xuất thì nó có N cái chất lượng, N cái xưởng sản xuất luôn. Thì mình làm dropship, mình lấy một cái sản phẩm rồi mình gọi sắt nó lấy cho, thì có thể là đấy là một cái sản phẩm rất là tệ. Mặc dù cái hình ảnh quảng cáo nó lấy của sản phẩm xịn, chất năng xịn, nhưng mà sản xuất thì nó rất là tệ. Thì mình sẽ không xây dựng được cái tệp khách hàng. Làm dropship thì có thể tiền nhanh đấy, bởi vì các bạn sẽ không phải mua kho, không phải everything mọi thứ, bạn chỉ cần lấy sản phẩm và chạy quảng cáo và nó gọi sắp, nó sắp đi xúc xích thôi. Các bạn đã hỏi là thế thì làm sao mà 25 triệu được ạ? 25 triệu làm dropship phải đúng rồi đấy. Ở thời điểm hiện tại 25 triệu để startup dropship là cực kỳ khoai. 25 triệu ở thời điểm của mình thì tốt. Nhưng mà các bạn vẫn có thể làm với 25 triệu ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên là các bạn sẽ bị khó và phải tìm sản phẩm và phải tìm rất kỹ sản phẩm. Cực kỳ kỹ sản phẩm. Và bên mình cũng đang ở trong một giai đoạn là tìm được một một vài các cái sản phẩm nó ở trạng thái là loanh quanh chỉ cần 50 triệu đến 100 triệu mà và OEM đã OEM và phát triển được rồi, tại vì cốt sản phẩm nó rất là rẻ, sản phẩm rất là bé luôn. Đó. Làm sao mà vốn 25 triệu được thì tất nhiên là các bạn góp vốn cùng với nhau làm thôi, ví dụ như hai ông mỗi ông 25 triệu mà có thể góp vốn được thành 50 triệu để mà cùng nhau start được rồi. 25 triệu đấy, Hùng nói đến dropship. Còn làm OGBM này 25 triệu không làm được đâu. 25 triệu ở OGBM thì không làm được. Tuy nhiên là các bạn mỗi người 25 triệu các bạn có thể partner vào cùng với nhau. Và bên mình thực sự là khuyến khích các bạn nên nên bắt tay vào làm cùng với nhau. Tại vì để mà một người làm thì vẫn được nhé. Nhưng mà nó bị chậm. Nó bị chậm ấy. Nó khiến cho các bạn mất thời gian. Mà đến đối với mình thì thời gian là thứ quan trọng nhất. Đến bây giờ mình toàn thiếu thời gian. Mình thiếu thời gian để làm tất cả mọi thứ luôn. Các bạn thấy cái gym gym sắt nó mất đến năm nay là năm thứ 10, nhưng mà 2 năm đầu ấy thì đầu tư, các bạn ấy đầu tư chỉ đúng một cái máy may thôi để các bạn ấy may đồ phù hợp với cả cái việc tập gym các bạn ấy. Các bạn bán ở Anh Quốc thì chỉ có 2 con người thôi, và mình nghĩ là một cái máy may nó cũng không quá là nhiều tiền. Mọi người ở đây thì chắc là một cái máy may đồ đấy chắc mọi người đều đầu tư được cả. Nhưng cái thời điểm đấy là nó lúc đấy nhá, là cái mô hình bán hàng từ Trung Quốc đi, từ lưu kho tại chỗ bán ấy, nó chưa hề xuất hiện, nó chưa chính thức xuất hiện vì những cái rào cản nó chưa được giải quyết. Thì sau này đến 20 mãi đến tận 2016 thì có cái rào cản nó được giải quyết rồi, thì các bạn ấy làm được, thì các bạn người đi đầu các bạn ấy có một sản phẩm rất là ngon, một con đường rất là dễ, hoa thơm trái ngọt các bạn hái hết. Anh Cái em thời phải điểm đi này nhanh lên thôi, chứ còn mình nói dài quá ở đoạn này nó còn nhiều slide lắm, còn nhiều khủng khiếp luôn đấy, à, cái máy may cục có 10 slide. triệu khởi nghiệp như thế, các bạn xem có cái gì đấy mà khởi nghiệp với một cái máy may sau 10 năm mà volume bây giờ của nó còn hơn 100 triệu đô một tháng không? Có cái gì trước đây nó có cái mô hình nào làm được như thế không? À, đi đến cái slide tiếp theo nhé. Đây. Đâu em chắc anh em mình nói vắn tắt qua thôi, không 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 nói sâu vào cái chỗ này lắm, tại vì OEM có khi anh em mình còn 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 kém hơn các bạn. Mấy anh em ở đầu Việt Nam này kết quả OEM về tốt lắm. OEM nó cũng đem đến cho mình một cái giá base code sản phẩm nó thấp hơn rất nhiều so với dropship. Dropship thì người ta đưa cho các bạn là nó đã có biên lợi nhuận của bên bán hàng rồi, các bạn đã bị mất một phần lợi nhuận ở đấy rồi và không kiểm soát được chất lượng nữa. OEM này nó rẻ Trong hơn. ở trong Zoom có cái Q&A này, ở trong Zoom có cái Q&A khá là hay, mình sẽ đọc cái Q&A ở trong này luôn nhé. Ừ, gửi cho vào Cái Q&A. Q&A ở trong Zoom này có mọi người có câu hỏi gì thì nhắn vào trong cái Q&A của Zoom luôn nhé, mình đọc ở đây luôn.
Câu hỏi của bạn Hoàng Nguyễn nó vừa trả lời rồi này. Nó cứ mình cứ nói tiếp đi anh ạ, nói tiếp. Thì cái vấn đề cái phần